Em thấy mắt thường thôi chứ em chưa thấy ai. Khô mà có lá. Dạ dạ. Rồi sau cái cây khô đó có cái cục như em nhìn thấy sao đây. Đó, đó, đó. Chuyện của em khi em thấy vọt là gì? À, em mừng lắm luôn á, bởi vì lần đầu tiên em thấy động vật mà. Chung là em mừng dễ sợ luôn.